Hôm nay lần đầu tiên vào đây ăn quán phở này. Ở khu vực lĩnh Nam Tam Trinh thì toàn là quán phở ngon. Ở đây thì hơi xa trung tâm nên review quán để lấy khách mới và khách vãng lai thì chắc là không có. Dân xung quanh đây thì ai cũng có một vài quán phở ngon của riêng mình. Hôm nay đi ăn theo recommend này, bạn này chê phở 59 và giới thiệu quán phở này. Quán của hai cô chú này chỉ có phở truyền thống thôi, tái chín và tái lăn. Thịt bò là được cuốn luôn, luộc luộc rồi. Đúng rồi, con nói đúng rồi. Thế lạ người cô phải cuốn nhất. Kết quả là năm nay 30 mấy, 31 năm, 32 năm rồi. Mình bán ở đây thôi đúng không bà? Cô cũng bán ở đây luôn à. Vâng. Khu vực dưới này nhiều quán phở khủng khiếp. Thế mà quán nào cũng đông, quán nào cũng có một lượng khách riêng của họ. Nãy vừa thấy chú Thái Thịt thì cũng biết được là một buổi bán hàng cũng bán được như thế nào rồi đó. Nước dùng và hương vị phở của cô chú này là chuẩn truyền thống, thanh thanh nhã nhã, bánh phở mềm mượt. Thịt thì chắc không phải bàn rồi, thịt bò tái mềm cực kỳ. Nạm thì được quấn chặt lại sau đấy mới đi luộc, nên miếng thịt sau khi thái mặc dù là thái rất mỏng nhưng nó vẫn còn được nguyên miếng. Ai mà khu nhã nhặn ý là rất là phù hợp với quán này. Còn riêng với sở thích cá nhân thì mình vẫn giữ quan điểm với những cái quán phở ở khu vực này mà mình đã đăng. Trong các clip đã đăng thì có rất nhiều comment và dưới rất nhiều ý kiến khác nhau. Thế nên là riêng với phở thì quan điểm món ngon tùy thuộc khẩu vị và mỗi người là cực chuẩn. À có một cái comment này nhá, động lực nào cho ông dậy sớm thế xong rồi cười ra nước mắt. Còn động lực nào vào đây nữa? Đi làm chứ đi đâu? Không phải đi làm thì trời lạnh này nằm ngủ cho nó sướng. Ai dậy từ 5 giờ để 6 giờ khó ra khỏi nhà. Nhưng tôi bảo nhá, nếu mà không thích thì đừng comment, bởi vì càng comment thì tôi lại càng có content và càng comment thì lại càng tăng tương tác. Càng comment nhiều thì video lại càng được tăng đề xuất. Đề xuất nhiều thì các bạn lại càng phải xem. Đã ghét một cái là chặn luôn thì đừng quan tâm. Đây động lực của tôi đây, đến lớp từ lúc trời vẫn còn tờ mờ đây. Còn đây là view của ngôi trường thân yêu của mình nhá. Ai rồi cũng phải về kia thôi, nên sống và làm những điều có ích và tươi đẹp đi. Thế nhá. Yêu.